chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của Đỗ Hoàng Sinh nha. Và hôm nay thì Hoàng Sinh sẽ đưa quý vị và các bạn đi một vòng tham quan dự án Vinhome Grand Park bằng tuyến xe buýt điện VinBus, để chúng ta có thể hình dung ra là hiện nay dự án Vinhome Grand Park đã có những gì nhé. Nào đi, bây giờ chúng ta đi qua công viên 36 hectare nha. Công ty sinh ngay trục đường T4 thì hiện nay thì có những công ty showroom nội thất đã hoạt động. Đây là T4 32 cùng với showroom nội thất thì sẽ có kim luôn là quán cà phê để phục vụ cho cư dân tại đây. Hôm nay thì ngày 19 tháng 4, chủ đầu tư làm lễ ra quân cho phân khu căn hộ cao cấp, là phân khu cuối cùng của đại đô thị này được triển khai mở bán trong thời gian tới. Và ngay tại vị trí của căn T4 40 có một shop hoạt động làm spa. Các chị em nào có nhu cầu làm đẹp thì có thể ghé đây ủng hộ cho cư dân. Và phía bên tay trái của Sinh đây là căn T4 32, cũng là một công ty xây dựng nội thất đã làm nhà mẫu. Và liền kề với đó thì các căn shop house tại đây cũng đang được triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đi vào vận hành. Như căn T4 51 thì đã hoàn thiện và đã cho thuê, và trong thời gian vài ngày nữa sẽ đi vào hoạt động. Và phía trước đó thì quý vị có thể hình dung, có thể thấy được là công viên 36 hectare. Một công viên rất là rộng lớn và điểm nhấn của đại đô thị này. Phía bên tay phải trên đây là các dãy Boutique Villa đối diện với đại công viên 36 hectare. Vị trí này thì phù hợp làm nhà hàng và các cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Ở trong đại công viên 36 hectare thì có rất là nhiều chủ đề độc đáo dành cho cư dân có thể là khám phá và trải nghiệm. Vườn cây ánh sáng, công viên BBQ hay là khu tập thể dục thể thao, khu vui chơi nước, khu tiệc cưới ngoài trời. Công viên 36 hectare được đánh giá là một công viên ven sông lớn nhất Đông Nam Á. Và ngay vị trí trên đang đứng là ngay tâm điểm của trục đường chữ Y, và đường đây là đường D2A. Ngay tại đường đầu đường D2A thì có một quán cà phê rất là lung linh. Ở đây thì khách hàng cũng đến rất là đông. Như quý vị và các bạn có thể thấy thì ở phía sau lưng Sinh đây thì một bầu không khí rất là sôi động của buổi lễ kick-off mở bán đầu tiên của phân khu The Beverly Solari. Thì vào mỗi đợt mở bán như vậy thì chủ đầu tư VinGroup là luôn quy tụ hàng chục ngàn chiến binh kinh doanh về đây và làm cho một cái bầu không khí rất là sôi động và bùng nổ, và hứa hẹn sẽ là mở bán trong thời gian tới cực kỳ thành công. Và quý vị nào có nhu cầu tìm hiểu về phân khu The Beverly Solari thì có thể liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình, để Sinh cũng như là bộ phận chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý vị và các bạn kịp thời nhé. Một trong những tuyến đường có sự kinh doanh rất là nhộn nhịp và được rất là nhiều cư dân cũng như là khách hàng ghé thăm, đó chính là tuyến đường T18. Phía bên tay trái trên đây là dãy các căn số chẵn của trục đường T18, thì có quán cà phê Ông Bầu. Quán này thì có diện tích đất là 84 m². Và cách đây khoảng vài chục mét thì chúng ta có một quán cà phê ở phía dãy số lẻ của trục đường T18 là T18-11, thì chúng ta có quán cà phê Việt Cường. Quán này cũng khá là rộng rãi và có bố trí không gian đặc biệt, là rất nhiều bạn trẻ ưa thích khi đến quán này. Kính thưa quý vị, thì phía sau lưng Sinh đây, bên kia đường, đó chính là trạm xe buýt điện VinBus. Thì bây giờ Sinh sẽ lên tuyến xe buýt này đi dạo quanh một vòng
tham quan cho quý vị tham quan dự án nhé. Thông tin thêm về xe buýt điện VinBus này thì một chiếc như thế này á sẽ chứa được 72 người, trong đó là 25 ghế ngồi và 47 tay cầm. Hiện nay thì tuyến xe buýt điện VinBus đã vận hành xuyên suốt dự án từ tháng 1. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, bến xe buýt Sài Gòn đã vận hành tuyến đầu tiên, vé là 7.000 trên một lượt để phục vụ cư dân Vinhome Grand Park đi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta đi tới công viên Cầu Vồng, nằm ở giữa hai phân khu The Rainbow và phân khu Origami, nằm liền kề với công viên Cầu Vồng, đó chính là cụm 3 tòa nhà S5, S501, S502 và S503 của phân khu The Rainbow. Hiện nay cư dân ở phân khu The Rainbow đã về đây rất là đông đúc, tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%. Tiếp theo thì chúng ta đến với vị trí của trường mầm non Vinschool. Kính thưa quý vị có thể nhìn phía sau lưng sinh đây, đó chính là vị trí của trường mầm non Vinschool, nằm ở góc 3 mặt tiền đường Cầu Vồng của phân khu The Rainbow. Thông tin bên lề thì hiện nay phân khu trường mầm non Vinschool đã được cắt nóc và đang được hoàn thiện mặt ngoài cũng như là nội thất bên trong, và dự kiến tháng 7 tới đây sẽ hoàn thành cho năm học là 2022-2023. Quý vị có thể nhìn theo phía hướng tay của Sinh đó thì là vị trí của phân khu Mastery Center Point. Phân khu này là gồm 10 tòa nhà căn hộ cao cấp, có diện tích từ 51 mét vuông cho đến 100 mét vuông, loại hình là 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Hiện nay thì tòa thấp nhất thì đã xây đến tầng 22 và cao nhất cũng đã xây đến tầng 31. Và kính thưa quý vị, hiện tại Sinh đang đứng ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Xiển Long Phước, và kế bên cạnh Sinh đây là vị trí của các căn shop mặt tiền đường Nguyễn Xiển Long Phước, có diện tích điển hình là 200 mét vuông, ngang 8 dài 25, 1 trệt, 2 lầu và áp mái. Và ngay bên cạnh đây là vị trí của hồ sen súng độc đáo của phân khu The Manhattan Glory, cũng như bên đối diện bên kia đường, đó chính là dãy shop thương mại dịch vụ bao gồm 56 căn vừa được mở bán vừa qua. Thì hiện tại tiến độ xây dựng cũng đã lên tới tầng 2. Liên kề với đó thì quý vị có thể nhìn theo hướng tây Sinh, đó chính là vị trí của trường liên cấp Vinschool, bao gồm trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Hiện nay tiến độ xây dựng cũng đã là hoàn thành việc cắt nóc và dự kiến cũng sẽ hoàn thành trước tháng 7 và sẽ kịp nhập học cho năm học 2022-2023 tới đây. Kính thưa quý vị, ngoài những tiện ích như là trung tâm thương mại Vinco Megamall, công viên 36 ha, hệ thống trường Vinschool và tuyến xe buýt điện VinBus, thì với hơn 1.400 căn nhà phố thương mại và biệt thự tại đây cũng là một trong những tiện ích đẳng cấp để phục vụ cho nhu cầu khổng lồ của hơn 180.000 cư dân trong tương lai của đại đô thị Vinhome Grand Park. Và ngay vị trí Sinh đang đứng là trục đường D2A, một trong những tuyến đường đẹp nhất dự án, và có chiều rộng là 24 m. Và quý vị có thể thấy hai bên đường là dãy boutique villa có giá trị từ 60 cho đến hơn 100 tỷ đồng. Thì những vị trí này cũng sẽ là điểm đến đáng chú ý của các thương hiệu nổi tiếng hiện nay về ẩm thực hay là thời trang. Công ty Sinh là công ty minh tiến lên, chuyên chuyển nhượng và cho thuê shop house và biệt thự tại Vinhome Grand Park với giỏ hàng hơn 300 căn chuyển nhượng và cho thuê. Quý vị nào có nhu cầu ký gửi hay quý vị nào có nhu cầu mua hoặc thuê thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để Sinh hỗ trợ quý vị và các bạn nhé. Và nãy giờ thì Sinh đã đưa quý vị và các bạn đi tham quan một vòng dự án Vinhome Grand Park với những tiện ích nổi bật tại đây.
Quý vị có những ý kiến đóng góp thì có thể để lại bình luận ở bên dưới video để xin có thể cải thiện cho những video lần sau nhé. Và như vậy thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.